Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hay góp ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 tóc cần Dino bằng câu khoản là 30.000 USDT các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn click vào link mô tả dưới video, mở link tờ Twitter các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn like nè. Các bạn trích dẫn cho tờ quyết gia tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Rồi bấm đăng test nè. Mình chờ xíu các. Sau đó các bạn nhấp vào bản avatar của nó nè. Các bạn theo dõi luôn các bạn. Sau khi các bạn theo dõi xong thì các bạn nhấp vào cái link airdrop của nó nè. Link bot nè các bạn. Các bạn chat cho bot nè. Bấm start chat cho bot nè các bạn. Rồi. Các bạn join vào kênh Telegram đó nè. Các bạn bấm up lên nè các bạn. Tiếp tục follow tờ Twitter và request tăng 3 người bạn thì mình đã làm rồi nha các bạn. Rồi mình đã theo dõi rồi. Rồi bạn bấm ghép đi. Rồi các bạn đưa cấp trai nha các bạn. Các bạn chờ xíu nha các bạn. EM17. Rồi, đứa cấp xa cái nữa. UL57H. Sao kỹ cấp xa sai quay ta. Rồi, các bạn đứa cấp xa xong thì đây thì các bạn follow từ Twitter, Wix, Winbot, Line, Chain. Rồi, nó yêu cầu mình gỡ đường link profile từ Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở từ Twitter mình ra các bạn. Mình nhập vào mình gửi cùng, nhập vào một hồ sơ nữa. Nó kiểm tra mình có theo dõi và chia sẻ những người bạn không bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nè. Rồi lấy cho bot nè. Sau đó các bạn gửi lên một sưu hẹt. Gửi lên cái link giải quyết tăng 3 người bạn nè. Go to Airdrop FN fan. Thì các bạn mở link tweet cho mình ra nè. Tại Twitter mình ra lại nè. Các bạn chia sẻ các bạn. Các bạn đã tweet hồi nãy á. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ với bên B sẽ mất trên bet 20 trên chiếc chocolate cho mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục ghép ly nha các bạn. Ok, bấm ghép ly cái nữa nè. Rồi, nói là thắng view là xong nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.